Muội. Dạ. Dạ. Dạ con. Dạ. Dạ. Rồi. Nè, dạ con. Dạ. Dạ con. Anh vòng tay con dễ đâu vậy. Dạ con. Dạ. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay là bất ngờ cho ông bà nội miền Tây. À, bây giờ gia đình nhỏ sẽ di chuyển từ Sài Gòn đi về đến Đồng Tháp. Bình thường khi mà đi về Đồng Tháp thì sẽ thông báo cho ông bà nội dưới miền Tây biết để hả ra trước cửa đón cháu đó, nhưng mà hôm nay là công việc đột xuất cho nên là Đoàn với anh Quang là đi về Đồng Tháp mà không thông báo cho ông bà nội miền Tây. Thì bây giờ là cả nhà sẽ theo dõi hành trình coi là ông bà nội sẽ bất ngờ như thế nào nha. Yeah. Trước khi về khỏi nhà thì phải cho ông bà nội trên đây hung cho đã. Hung từ nãy giờ quá trời rồi, người ta chưa quay đó. Rồi bà nội đâu? Bà nội ông nội đâu rồi? Bà nội đâu? Có hùng cháu không nè? Trời đất ơi. Đâu bé bà nội đi, con bé bà nội đi. Bye bye. Bé bà nội, bé bà. Bye bye. Nội đi, bé bà. Kêu bé bà chưa? Cho bà coi đi, bé bà. Bye bye. Bye bye. Con làm con mèo đi. Mèo lắm. Nè cho bà nội hùng cái này. Không bà nội cái. Mà. Wow, trời ơi. Bé bà nội không? Bà nội ấm không? Không mà nợ miếng cay, không mà nợ miếng cay. Ủa trời trời, dưỡng dằn quá trời. Không nợ là không nợ là mười hôm là không cho cây cây. Không. Cận vô cả. Thương quá. À, không. Hết hôm rồi. Trời, bà nội đâu, bà nội vỗ tay ấm cho bà nội. Wow. Ông nội đâu rồi? Ông nội ở ngoài chờ, ông ngoài sầm. Hôm nay trời thời tiết là hơi mưa lấp phấn rồi. Ông nội cầm chuồng chờ ngoài. Ông nội nè, bye bye ông nội nè. Bye bye con, bye bye. Bye bye đi, bye bye nội đi. Bye bye. Bye bye. Mỗi đội mỗi nè. Bye bye. Đội mỗi nè. Đội luôn đi. Bây giờ còn ngáp kìa. Rồi anh ấm ca đi, vỗ tay ca nè. Ca, ca qua cha đi. Nè, qua cha bếp. Qua. Không luôn. Quê nè. Nè. Quê đó nè. Là lý do. Quê nha. Để cho ông nội ca ca, ông nội im im tỉ. Không chịu. Ông nội bếp nè. Nhìn ca qua. Con ông nội không? Con ông nội không? Bếp nè. Không luôn. Qua cha đi, con qua cha không? Con qua cha. Đi lên xe không? Đi lên xe không? Suy nghĩ. Xe là suy nghĩ, là suy nghĩ kỹ nha. Giật luôn. Suy nghĩ kỹ nha. Không, không chịu, không chịu thôi. Bà bye bye. Đưa bà nào hôn miếng coi. Bà nào hôn miếng coi. Hôn cái đít cái cầm. Hôn cái đít cái cầm. Hôn cái đít cái cầm. Hôn cho hôn miếng. Rồi cho qua chạm. Qua chạm đi, con qua chạm điện thoại ba nha. Nghe lời nha, qua chạm điện thoại ba. Bye bye, bye bye, bye bye. Ok. Ô, hôn ba miếng rồi mẹ mẹm. Thôi ẩm mùi mùi thôi. Rồi cho ca qua mọi miếng đi. Cho ca qua mọi miếng đi. Thôi con gái đừng ngậm tay vô. Dạ con. Dạ nè, dạ con. Dạ. Dạ con. Dạ con. Dạ. Con alo, alo, cô chú, alo. Alo. Mùi ơi. Alo, tao đâu. Alo. Alo. Ai ý? À. Đây là lần đầu tiên về quê mà không thông báo cho ông nội bà nội tại biết luôn. Đời rồi á, đời rồi em á. Mười bye bye đi con, mười bye đi con. Bye bye cô chú đây. Mười bye bye nè. Con bye bye đi con bé. Rồi rồi. Con giữ tay đi. Không sợ chứ. Rồi bé bên hai đi, bên hai đi, cho bên hai đi, bên hai đi. Bên hai đi, bên hai. Thôi, bây giờ mình lên xe, bây giờ mình lên xe, lên xe. Rồi thôi. Thưa ông nội, bà nội đi về nè. Rồi, bye bye ông bà nội nha. Bây giờ gia đình nhỏ sẽ đi về lại Đồng Tháp. Chút xíu giờ tới nhà sẽ quay tiếp nha. Rồi, dạ con, dạ cái nữa, dạ. Rồi, bye bye, bỏ muội lại luôn đi. Bye bye. Dạ con. À. À. Dạ con. À, dạ con. Dở quá ta. Gọi là tay sắp nấp con nè. Ta là sai tay sắp nấp mang, còn tay sắp nấp con. Đó, bây giờ là ôi, mấy này mấy nhỏ bệnh nó mấy chị hơi cảm với lại ho. Không ho, không ho, chém ho, chém ho, chém ho, chém ho. Đó, hai cục vàng đó. Của ba ba với cha cha. Bây giờ nè, đi về quê mất tầm khoảng, nói chung là nếu mà
xe mà không đông á, không kẹt xe thì tầm khoảng 3 tiếng 20 phút. Còn nếu mà xe đông thì chắc tầm khoảng 4 tiếng mới tới nhà. Đây. Mà được cái ca với muội là cái lúc mà ra tháng là đã đi xe rồi cô chú, cho nên là nghĩ là không có sợ say xe. Đi lên Sài Gòn với lại về miền Tây là như ăn cơm bữa luôn, một tháng là đi lên đi xuống là tầm khoảng 2-3 lần á. Cho nên á là quen rồi. Đó, ngoan chưa? Muội không ngậm tay con ngại cô chú rồi đó nè. Dạ con. Dạ con. Bà làm gì nè? Dạ con. Ca con không biết dạ giống em gì chưa? Đấy ca. Dạ ca. Dạ ca. Dạ ca. Hai cục kim cương. Rồi thôi bây giờ cô chú để về quê nha. Bye bye cô chú. Chỗ vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Trời ơi trời. Vỗ tay. Alo, alo. Alo ông nội ơi, muội về tới nhà chưa? Về nhà nè. À mấy bà cô chú đi. Bây giờ tới chương trình hát karaoke. Rồi hát đi con. Vô. Khải xuống, Khải xuống, Khải xuống, Khải. Mở cửa, mở cửa. Tan phan chứ. Khải xuống chứ lại, chứ Khải xuống chứ lại. Tan phan từ từ. Khải ơi. Khải ơi. Mở con. Khải ơi. Khải. Bố rồi, bố rồi. Bố rồi. Bố rồi. Bố rồi. Quay trên này chơi đi. À, không có trời, quay chơi luôn, về nội quay chơi luôn chạy. Quay chơi. Về nội mà. Ơi, cuối cùng đã đến nhà, tình hình là không có bất ngờ lắm. Tại vì có người thông báo là đi về nhà rồi. Về vô nhà rồi kìa. Định là bí mật. Ai về là có điệp điệp viên 007 trên xe thông báo cho người nhà biết hết rồi. Không có gì bất ngờ hết trơn. Gì cái gì nhìn bái vậy? Đây cả nhà, mỗi khi mà rất là khôn nha. Mỗi khi về là đòi mà bà nội nè. Đó. Nó khôn lắm. Nó về đã đòi bà nội không à. Đòi là không buông nha rồi. Mỗi bái đây mà. Đây. Đây. Không chịu ai chân á. Để chơi bé. Không buông hết trơn. Rồi rồi rồi. Rồi. Mỗi ca, mỗi ca, mỗi ca. 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 Cái này là rất là hay nha. Hai đứa con đó, nó khôn lắm. Có nghĩa là bình thường ở nhà thì sẽ đòi em với anh Quang. Cũng đòi ông nội bà nội luôn. Nhưng mà thí dụ như mà đi lên trên kia phải không? Là đòi ông nội bà nội trên kia, về đây là đòi bà, ông nội bà nội đây. Không ai ẩm được luôn. Thôi cả bây giờ em ẩm không được rồi, thử thử em ẩm coi. Cho bà ẩm nha, để bà kéo quần coi. Bà ẩm ơi. Không luôn, không luôn. Không luôn, thấy không? Cho bà ẩm mùi ơi, bà ẩm mùi ơi. Ủa, rồi. Có gì con phải dạ đàng hoàng. Dạ con. Dạ đàng hoàng, dạ con. Không mày ẩm đâu mệt quá. Thôi cho bé đi Sài Gòn nè. Về Sài Gòn không? Ờ. Nhà đâu, nhà đâu, nhà đâu. Nhà đâu, nhà đâu, nhà mới đâu. Nhà đẹp đâu. Nhà đẹp lên đây nè. Nhà đẹp đâu. Nhà đẹp đâu, nhà đẹp đâu, nhà đẹp đâu. Nhà đẹp đâu. Nhà đẹp đâu. Chị đẹp vô đó, tay ta chỉ nè. Đẹp vô. Nhà đẹp ca đâu, nhà đẹp ca đâu. Nhà đẹp đâu, ca nhà đẹp đâu. Nhà đẹp đâu, đó nhìn lên rồi, nó nhìn lên rồi. Nhà đẹp đâu. Nhà đẹp của ca đâu, nhà đẹp ca đâu. Nhà của ca đâu, ở gì vậy con? Mùi, bây giờ con dạ đàng hoàng. Dạ con. Dạ con. Dạ mùi. Dạ đi. Nhà đẹp đâu chỉ rồi. Nhà đẹp đâu, nhà đẹp đâu chỉ rồi. Giỏi quá ta. Máy bay nhà đẹp mình đâu ca, nhà đẹp mình đâu ca, nhà đẹp đâu, người ta mới ngủ vậy đó, mặt ta bơ phở hết rồi đó, nó nhìn đó, nhà đi thôi, đi vô nhà, đi vô nhà.
bây giờ nhà mình đâu? Nhà đẹp đâu? Đâu cái nhà đẹp đâu con? Nhà đẹp mũi đâu? Chỉ con. Đi ẩm vô cho bà nội ẩm vô đi. Dạ rồi. Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà rồi. Ơi, đẹp không? Cho bà miếng đi. Nhà đẹp. Mua cho bà miếng. Nhà hỏi đó là gọi là hỏi hai gió vô. Không được một cái rất là phun, bình thường là đòi sát sát dán luôn mà hôm mà đi về trên nhà đây đó, đây bắt đầu đòi đây đó, no. nhớ nha rồi đấy, trời ơi, mình hai đi nuôi luôn đi, anh hai lo ra nghe chưa, chữa đít nghe chưa, đánh tạo một bất ngờ mà mình bất ngờ hơn là tại vì ngày hôm nay bất ngờ. Mẹ cho anh, mẹ cho hai đứa uống. Nhưng mà mẹ đưa cho anh. Nhà Ram nấu nhà. Nhà Ram nhà nấu. Qua nội đi, nói cho bà nội ấm kìa. Cà chào cô chú nha. Hơi người yêu, che tim mình ngày thương nhớ người. Rồi lên xe ta hát karaoke, cầm cái mi ra làng hoài luôn đó. Ôi trời ơi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay mình về để cho ông nội bà nội miền Tây bất ngờ. Mà được cái là mình bất ngờ hơn là ông nội bà nội miền Tây không có bất ngờ. Tại vì đã có cái gì điệp viên 007 thông báo rồi. Chán ghê. Mũi máy bay nè. Ba đây cho mũi máy bay nè. Bye bye con chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye.